Bạn bè tưởng nhớ Mai Phương nhân ngày sinh của cô. Ca sĩ Bảo Như, diễn viên Ái Châu Minh Nhật nhớ nụ cười dịu hiền của Mai Phương và nhắn cô mọi thứ vẫn ổn. Sáng ngày 14 tháng 1, ca sĩ Bảo Như đăng loạt ảnh vui vẻ bên Mai Phương trước đây và nhắn nhủ bạn thân: sinh nhật đầu tiên của vợ ở một nơi xa, happy birthday vợ nhé, mọi thứ vẫn ổn vợ nha. Trong những bức ảnh, nữ diễn viên quá cố luôn nở nụ cười rạng rỡ, lạc quan, dù là lúc khỏe mạnh hay khi phải nằm trên giường bệnh. Nhiều nghệ sĩ khán giả bày tỏ niềm thương nhớ Mai Phương và cảm động về tình bạn đẹp của cả hai. Bảo Như và Mai Phương là bạn thân, gắn bó với nhau suốt 10 năm. Lúc sinh thời, hai nghệ sĩ xưng hô vui vẻ với nhau là vợ, chồng. Trương Bảo Như là chồng, hứa sẽ che chở cho vợ Mai Phương. Cả hai thường tâm sự chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Trương Bảo Như là người chứng kiến toàn bộ quãng thời gian chữa trị bệnh ung thư phổi của Mai Phương. Cô là người nhận ra điều bất thường và khuyên Mai Phương đi khám. Ngay nhận được kết quả ác tính, Bảo Như cũng là người đầu tiên mà Mai Phương bảo tin. Những tháng ngày cuối đời của Mai Phương, Bảo Như cùng MC Ốc Thanh Vân luôn phiên nhau đến chăm sóc cho nữ diễn viên bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp. Khi còn sống, Mai Phương từng bày tỏ sự biết ơn với Trương Bảo Như. Vợ cảm ơn chồng nhiều lắm, nói bao nhiêu cũng không đủ để lời cảm ơn chồng. Mọi sự lo lắng và vất vả của chồng vợ đều biết. Có đôi lúc vợ giận vì cái gì chồng cũng phải rõ ràng nhưng yêu lắm, cũng phải xin lỗi vì những điều chồng hy sinh cho vợ mà mọi người không biết đến. Bên cạnh chị Ốc Thanh Vân, chồng là người ngoài gia đình mà thật sự thương vợ. Người mà vợ luôn nợ cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng là chồng. Trên trang cá nhân, diễn viên Ái Châu cũng đăng ảnh ngày này năm trước còn thăm và tổ chức tiệc sinh nhật cho Mai Phương tại bệnh viện. Gia đình mình vẫn nhớ chị nhiều, cứ nhắc chị hoài, nhớ giọng cười của chị quá chừng. Ở nơi đâu cũng được, an yên là được chị hến, Ái Châu xúc động viết. Minh Nhật, quản lý cũ của Mai Phương cho rằng ở nơi xa người chị thân thiết của mình cũng luôn tươi cười, lạc quan và yêu đời. Minh Nhật biết ơn Mai Phương đã dạy nhiều bài học đời để anh có thể vững vàng và mạnh mẽ bước qua mỗi khi gặp chuyện không may. Anh còn chu đáo chuẩn bị bánh kem và những món hải sản Mai Phương từng yêu thích và đặt lên bàn thờ của cô. Diễn viên Mai Phương qua đời vào tối ngày 28 tháng 3 năm 2020 sau 1 năm rưỡi điều trị ung thư phổi. Cô sinh năm 1985, từng đóng nhiều phim truyền hình như Những Thiên Thần Áo Trắng, Hương Phù Sa, Xóm Cao Cao, Một Ngày Không Có Em và tham gia phim điện ảnh Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài đóng phim, Mai Phương còn diễn kịch, làm MC và ca hát. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!